chắc hẳn rằng ai trong chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi, rất bất lực và bị mất phương hướng trong cuộc sống về nhiều phương diện khác nhau, nào về gia đình, công việc, bạn bè hay tình yêu. Ta không biết vị trí mình ở đâu và còn gì, chỉ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Khoảng thời gian ấy thật tệ đúng không? Có lẽ cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến bạn phải lo lắng. Chính vì thế bạn quên mất, bản thân mình cũng còn được quan tâm, còn được nghỉ ngơi. Bạn trông chờ sự quan tâm của người khác, hy vọng, chờ đợi, để rồi nhận lại là những thất vọng vô cùng. Và tại sao bạn không thử một lần quan tâm và yêu thương chính bản thân mình? 999 bức thư gửi cho chính bản thân mình được chấp bút bởi Miêu Công Tử sẽ cho bạn biết khi ta yêu bản thân mình, ta sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Một sách bao gồm 2 phần, với phần 1 gồm 561 bức thư và phần 2 gồm 438 lời gửi gắm còn lại, với 2 thông điệp tác giả muốn gửi gắm đến bạn là: mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân và mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. Cuốn sách đem tới những chia sẻ từ trong sâu thẳm tâm hồn của con người, đánh động đến trái tim và tâm trí của người đọc, truyền cảm hứng và khơi dậy những điều tích cực vốn có của một người. Những bức thư tuy chỉ là vài dòng nhắn ngắn ngủi gửi tới người đọc, nhưng đều mang một ý nghĩa riêng và ẩn chứa một bài học sâu sắc. Mục đầu tiên tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta: hãy để sự sống xứng đáng với ước mơ của bạn. Tuổi trẻ, thời gian có hạn, vì thế hãy sống có ước mơ nhé. Và hãy cố gắng với đam mê của bản thân, để sau này chúng ta sẽ không phải hối tiếc với những gì mình đã đặt ra. Mục thứ hai, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Không hy vọng bạn trở thành người hoàn hảo nhất trong vô số người, mà hãy là phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình. Một lần dũng cảm khiến bạn trở nên trưởng thành là mục thứ ba. Cuộc sống có quá nhiều thử thách khó khăn, và một lần bạn dũng cảm đứng dậy tự mình vượt qua, thì có lẽ lúc đó bạn không còn là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ nữa rồi. Bạn thật sự không còn làm hài lòng cả thế giới. Có lẽ những áp lực lớn nhất từ bản thân là vì muốn làm hài lòng người khác. Thế giới này làm gì có chuyện bạn sẽ làm vừa lòng một ai chứ? Họ mong muốn một điều ở bạn, và khi bạn đạt được lại mong muốn một điều hơn thế. Vì thế hãy sống cho chính mình nhé. Tình bạn chân chính không chỉ kề vai sát cánh, mà đôi khi tình bạn chân chính chỉ là một tâm sự thông qua chiếc màn hình với người mình tin tưởng tâm sự tất cả mà không sợ họ sẽ kể với bất kỳ ai. Qua cuốn sách này, mình có một bức thư rất tâm đắc mà muốn nhắn nhủ với các bạn. Đó là bức thư đầu tiên. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày hãy luôn nở một nụ cười trên môi. Trên đời này, ngoài sinh tử ra thì mọi sự đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện phiền lòng cũng đừng tự làm khó mình. Bất luận hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện đen đủi, đều không nên cảm thấy bi thương. Hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, vì còn có ngày mai. Hôm nay mãi chỉ là bước khởi đầu của con đường tương lai. Vì thế dù bạn đang như thế nào, cảm thấy tuyệt vọng đến đâu, đừng bỏ cuộc. Hãy dừng lại, nghỉ ngơi một chút, rồi bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Thử đọc cuốn sách này, cảm nhận nó bằng cả trái tim. Mình tin rằng nó sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn phần nào.